Xin chào các anh chị đã quay trở lại với phân tích thị trường trên kênh đầu tư chứng khoán Minh Phụng. Và nếu như mà cần bất kỳ những cái thông tin liên quan đến vấn đề đầu tư chứng khoán thì các anh chị có thể liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại hay là Zalo, các anh chị có thể thấy trên màn hình. Ở trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta vẫn đang trong cái kế hoạch xây dựng, đó là chủ trương theo dõi cái khu vực dao động hiện tại đối với cái chỉ số VN-Index các anh chị nha. Tại vì chúng ta đã xuất phát từ cái vùng mua và có cái vùng bán tương đối là rõ rệt rồi. Và khi mà mọi thứ nó vẫn còn đang chưa có những cái dấu hiệu về việc xây dựng một cái xu thế mới thì cái giai đoạn này chúng ta vẫn chủ trương trong cái chiến lược đó là đứng ngoài theo dõi nếu như các anh chị đã có những cái vùng bán và canh bán dần đối với các cổ phiếu. Về cái quan sát của mình thì những cái nhịp kéo lên gần đây này, ba bốn phiên gần đây chúng ta thấy là thị trường có những cái nhịp kéo tốt ở cái phiên sáng. Tuy nhiên thì những cái nhịp kéo ngắn hạn như vậy thì đa phần là chỉ để cho các anh chị nhà đầu tư chốt lời ngắn hạn hoặc là cơ cấu cái danh mục đầu tư nếu như mà chúng ta có các cổ phiếu yếu ở trong cái đoạn này. Và phiên ngày hôm nay thì các anh chị thấy là đỉnh điểm đó là cái phiên sáng, thị trường có lúc kéo lên vào 1073, 1074 thì nó chạm vào cái kênh cản này. Chúng ta có cái đường trend line cản trên, chúng ta đã vẽ ở rất là nhiều những cái nhịp video phân tích trước rồi đúng không ạ? Thì cái nhịp kênh cản trên này hiện tại cho đến thời điểm này thì nó vẫn đang tương đối là mạnh đối với cái chỉ số VN-Index. Cái kết quả ở cái phiên chiều á, thì gần như là cái áp lực bán đã có phần gia tăng hơn tương đối là nhiều so với những cái phiên trước đây. Nếu như ba cái phiên trước đây chúng ta có phiên ngày 18, phiên ngày 19 và phiên ngày 22 á, thị trường có ba cái phiên tăng liên tiếp. Tuy nhiên một cái cây nến giảm mạnh và có phần cái biên độ tương đối là sâu như thế này thì nó đã phần nào phủ định đi ba cái cây nến trước đó. Do vậy thì những cái cây nến này nó sẽ hết sức là quan trọng. Nhìn thì các anh chị có thể thấy là chỉ số vẫn đang neo quanh khu vực giá 1060, 1065. Tuy nhiên cái cây nến ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cái áp lực bán mà dâng cao đến cuối phiên như vậy thì phần nào nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư. Đoạn trước thì nó còn tương đối là ổn tại vì neo giữ ở vùng 1060 trong cái xu thế là sideways up, tích lũy tăng dần á, thì tâm lý của nhà đầu tư vẫn tốt. Tuy nhiên đến cái khúc này mà tâm lý bị bán, cái áp lực bán nó dâng cao và khiến cho cái thân nến nó dài như thế này thì tâm lý nó sẽ xấu hơn rất là nhiều so với những cái cây nến trước đó các anh chị nha. Như vậy thì cái khuyến nghị chung của mình cho đến cái giai đoạn này thì chúng ta vẫn nên đứng ngoài quan sát, và đối với các anh chị nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn thì cũng nên là hạn chế FOMO cũng như là mua đuổi các cổ phiếu đã tăng giá ở trong cái giai đoạn trước. Thì đó là một số cái khuyến nghị chia sẻ cùng với các anh chị để các anh chị cố gắng quản lý rủi ro cho nó tốt ở giai đoạn này. Và tất nhiên là đến khi mà thời điểm nó có những cái mốc điều chỉnh tương xứng rồi và nó đạt những cái mốc quản trị về ngưỡng kỹ thuật Fibonacci á, và là nó có điểm vào hẳn hoi có cái tính chất tạo đáy, thì tất nhiên là mình sẽ không quên khuyến nghị những cái điểm vào mới cho các anh chị nhà đầu tư vẫn đang tham gia trong cái quá trình đầu tư chứng khoán ở trong cái giai đoạn này các anh chị nha. Ngày hôm nay nhìn lại thị trường thì các anh chị thấy là trên bảng giá cái số lượng mà cổ phiếu giảm đã tăng dần lên. Trên sàn HOSE chúng ta có 266 mã cổ phiếu giảm, 139 mã cổ phiếu tăng. VN30 thì số lượng mã cổ phiếu tăng cũng rất là giảm cũng rất là cao rồi, chúng ta có đến 24 mã cổ phiếu giảm. Ở đây trên dưới này là chúng ta có 6 mã cổ phiếu tăng. Cái áp lực điều chỉnh ở trong VN30 nó xảy ra, chúng ta thấy là các cổ phiếu trụ đa phần, ví dụ như là gas, gas ngày hôm nay cũng gây cái áp lực giảm rất là lớn đến thị trường chung. Các anh chị thấy là cái câu chuyện của gas là nó vẫn đang lân quanh cái khu vực tạo đáy đúng không ạ? Lân quanh cái khu vực tạo đáy thì cái vùng mây và những cái áp lực cản ở phía bên trên này nếu như mà phân tích về mặt kỹ thuật định lượng á thì nó đang tương đối là nặng, tương đối là nặng. Ở những nhịp video trước thì mình cũng đã phân tích cho các anh chị về việc gap có tạo đáy được hay không là dựa vào cái đường màu xanh kẻ ngang ở trên này. Thì cái đường màu xanh kẻ ngang ở trên này sẽ cho chúng ta biết là gap có tạo đáy được hay không. Nó chỉ tạo đáy khi mà nó đủ dòng tiền và định lượng để vượt qua khu vực vùng giá 95.5 thôi. Còn chạm vào cái vùng kẻ xanh mà bật xuống như thế này thì gas vẫn đang loanh quanh trong cái chu kỳ tạo đáy các anh chị nhé, chưa vượt qua được và chưa có cái tín hiệu là xác nhận việc tạo đáy. Như vậy đối với những cái cổ phiếu loanh quanh vùng đáy này, muốn mua thì chỉ nên thăm dò và thăm dò ở những cái mức giá thấp tiệm cận khu vực hỗ trợ, ví dụ như là vùng 92 cộng trừ. Còn gia tăng được tỷ trọng hay không thì phải chờ nó vượt và xác nhận được cái tính chất tạo đáy trước khi mà các anh chị gia tăng. Cổ phiếu tiếp theo ở trong nhóm ngân hàng ngày hôm nay cũng tác động lớn đến chỉ số VN-Index là chúng ta thấy là có một cái nhịp giảm đến từ BIDV. Như vậy thì với cái chặt giảm, một cái cây nến giảm dài ngày hôm nay của BIDV đã cho thấy là cái dấu hiệu bull trap đến từ cổ phiếu của nhóm ngân hàng ngay tại vị trí này.
bull trap các anh chị nha, tức là một cái bẫy gia tăng theo cái phân tích, theo cái phương pháp phân tích kỹ thuật đã được tạo ra đối với mã cổ phiếu nhóm ngân hàng, cụ thể ở đây là BIDV. Với việc kênh cản của BIDV thì những cái phiên giá ngày 11, 12, 13 nó đã vượt qua và bứt thoát rất là tốt. Tuy nhiên sau cái cú vượt đó thì nó lại tiếp tục chui lại vào trong kênh giảm. Điều này chứng tỏ BIDV vẫn chưa sẵn sàng cho một cái xu thế và cái vị thế tăng trưởng mới, mà vẫn chỉ đang trong cái tình trạng sideways và có phần hơi hướng tiêu cực, đó là sideways down các anh chị nhé. Rồi, đó là cái trạng thái của BIDV, một phần nào cũng đã tác động đến cái sự giảm điểm trong cái chỉ số ngày hôm nay. Vinamilk, một cái tên của ngành sữa, cũng đã gây tác động rất lớn. Nhìn thì chúng ta thấy là cũng không có gì bất ngờ ở đây khi mà Vinamilk vẫn còn đang trong kênh giảm, xu hướng vẫn đang thể hiện cái trạng thái tiêu cực. Áp lực và khối lượng bán, theo mình quan sát trong cái thời gian gần đây thì cái khối lượng bán ngày càng tăng và cái biên độ giảm nó cũng ngày càng lớn hơn rồi. Cái đáy gần nhất của Vinamilk là 68.6 thì cũng đã bị thủng, xuyên qua hai cây nến rồi. Hiện tại thì Vinamilk vẫn đang duy trì dưới MA20 và đang trong cái trạng thái downtrend giảm giá các anh chị nhé. Vinamilk tương đối là tích cực. Tất nhiên là những áp lực giảm mạnh như thế này thì khi mà nó chạm vào những cái mốc hỗ trợ của cái chuỗi Fibonacci á, thì sẽ có những cái nhịp tăng nhẹ lên, bull lên. Tuy nhiên thì không đủ cái chu kỳ gọi là tính chất phân tích tạo đáy và để thoát được khỏi cái kênh giá giảm này các anh chị nha. Như vậy thì vẫn đang trong cái tình trạng tương đối là tiêu cực đối với cổ phiếu của ngành sữa Vinamilk. Một cái con ở trong nhóm trụ nữa nó cũng giảm tương đối là mạnh khi mà vào xu thế downtrend, đó là con Masan. Cổ phiếu của tập đoàn Masan hiện tại vẫn đang trong cái chu kỳ và cái thế giá giảm, giá liên tục giao dịch dưới MA20 và bị chịu cái áp lực cũng như là cái tác động rất là lớn đến từ những cái nguồn kháng cự, những cái lượng cung nó luôn chờ chực ở trên này. Chúng ta thấy là 1, 2, 3 điểm của nguồn cung luôn chờ chực, khiến cho vị thế giá của Masan vẫn chưa thoát được kênh giảm và vẫn đang tiếp tục tiếp diễn trong cái kênh giá downtrend tương đối là tiêu cực các anh chị nhé. Cổ phiếu tiếp theo đó là Vin. Vin giảm tác động giá, tuy nhiên thì về mặt trend và phân tích kỹ thuật của Vin thì Vinhome thì vẫn đang trong xu thế tăng đẹp các anh chị nhé. Chỉ là giảm ngắn hạn 1-2 phiên này thôi. Và cái điều kiện giảm ngắn hạn 1-2 phiên này của Vinhome á, thì về cơ bản nó sẽ tạo ra cái điểm mua mới tốt sau cái nhịp điều chỉnh giảm này, anh chị lưu tâm. Và có thể đưa Vinhome vào trong một cái list danh sách để theo dõi nếu như mà cần cổ phiếu canh mua. Được chưa? Thì mình có thể khuyến nghị chỉ qua sơ những cái ngưỡng sau đây để anh chị chú ý. Còn cái ngưỡng chính xác thì mình phải theo dõi trong phiên và cập nhật hàng ngày trong room để các anh chị mua cho nó chính xác và nó thuận lợi, cơ cấu cho nó hợp lý. Còn bây giờ sẽ đưa ra một số cái quan điểm về điểm kỹ thuật phù hợp nếu như muốn mua mới này. Điểm đầu tiên có lẽ sẽ là điểm 52.3 các anh chị nhé. Nơi đây thì chúng ta thấy là có khả năng là nó sẽ test cung trở lại sau cái nhịp vượt kháng cự, nó kiểu như thế này. Đó, mà nó giữ được tốt ở này thì đây cũng là một trong những điểm mua. Mà nếu như mới tạo nền ở đây, nó không siết được cung lại á, thì sao? Thì cái lượng cung tiếp tục tăng lên, khiến cho nó phải tạo ra một cái nền giá thứ hai, đó là cái nền giá ở vùng 50X. Được chưa? Hai cái vùng nền giá này thì khi đó mới đủ cái điều kiện để Vinhome tăng trưởng lên trở lại. Được chưa? Do vậy thì chúng ta canh hai cái thời điểm này và biết khúc nào nó đang siết cung. Khi nó siết cung thì chúng ta mới tham gia, chúng ta mua tỷ trọng cao hoặc gia tăng được. Còn chưa có bất kỳ những cái dấu hiệu nào để xác nhận cái việc siết cung đó thì chỉ nên thăm dò ở cái mức cơ cấu tỷ trọng tương đối là thấp để chúng ta quản lý rủi ro trong quá trình mà nó đi ngược cái kế hoạch xây dựng của chúng ta. Được chưa? Đó là Vinhome. Còn ngày hôm nay cũng tác động tiêu cực, đó là cổ phiếu Vietcombank. Cổ phiếu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam hiện tại á thì tác động giảm đến từ 3 phiên. Tuy nhiên nếu như mà xét về kênh và thế giá thì Vietcombank vẫn đang đẹp chứ không có gì quá là xấu các anh chị nha. Đó, thì nó đang điều chỉnh những cái nát tương đối là ngắn hạn, những cái nát điều chỉnh trong những cái phiên ngắn hạn gần đây thôi. Chứ còn về thế giá chu kỳ thì Vietcombank vẫn đang xây dựng được cái nền giá rất là chắc chắn. Vietcombank cho đến thời điểm này chúng ta thấy là vẫn đang là một trong những cái cổ phiếu trụ của cái nhóm ngân hàng, giữ được về cái chạc xu hướng và cái thế giá tương đối là tích cực. Vietcombank có điểm mua hay không thì hiện tại nó đang xây cái nền 92.8 này. Đó, thì loanh quanh cái nền này, có thể là nó chỉ loanh quanh khu vực này thôi. Đó, đoạn 92 cộng trừ thôi các anh chị. Đó, thì vẫn có thể thăm dò được. Tuy nhiên những cổ phiếu này mang cái hơi hướng là điều tiết, chúng ta cũng khó để chúng ta đón cái xu hướng tiếp theo. Do vậy thì ít khi nào mà mình khuyến nghị trong cái việc mua một số cổ phiếu nhóm điều tiết cả. Ví dụ như Vingroup cũng vậy. Đó, cũng rất là khó đoán cái chu kỳ tăng trưởng của nó.
VinGroup thì hiện tại đang quay về lắp ráp 52 các anh chị nhé, lắp ráp 52. Và nếu như lắp ráp thành công, siết được có cái nến siết cung ở trong cái đoạn này thì đoạn này có thể là canh mua trở lại đối với VinGroup cho các anh chị lướt sóng nha. Còn riêng mình thì đoạn này mình ưu ái hơn là Vinhome, một con nữa đó là Vincom Retail. Anh cũng đã giới thiệu các anh chị những cái nội dung video trước đó rồi, đúng không ạ? Thì đối với Vincom Retail hiện tại thì nó đang gãy cái MA20. Tuy nhiên thì với những cái chỉ báo kỹ thuật Blue Band thì nó đang siết vào, bó vào, tạo nên nút thắt cỡ chai. Và về phân tích kỹ thuật thì 27.3, 27.4 có hỗ trợ của chuỗi Fibonacci, khiến cho cổ phiếu của Vincom Retail có thể là nằm trong diện canh mua trở lại được ha, canh mua trở lại được. Chỉ cần là những cái vùng đáy này nó siết lại và nó tạo những cái đáy có cái lực cầu cao hơn thì tương đối là ổn để canh mua trở lại. Do vậy thì Vin thì mình nhắc lại là có Vinhome và Vincom Retail nhé. Thì những cái điểm mua thì mình đã nhắc các anh chị rồi, còn chính xác ở đâu á, thời điểm nào thì phải theo dõi thật chặt, thật kỹ trong phiên rồi mình mới đưa ra cái quan điểm và cái khuyến nghị chính xác được các anh chị nhé. Còn đoạn này là chúng ta dựa vào các cái hỗ trợ kỹ thuật, những cái chuỗi Fibonacci cũng như là một số cái indicator về mặt phân tích kỹ thuật để chúng ta dự đoán thôi, chúng ta đưa ra một cái hướng dự đoán thôi chứ nó chưa thực sự là chính xác. Cổ phiếu thép đang trả hạ, đang lùi về cái chu kỳ điều chỉnh tiếp theo. Hòa Phát thì không sao, mình thấy là vẫn giữ trend được. Tất nhiên là vẫn sẽ chịu các áp lực giảm giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên biên giảm của Hòa Phát thì tương đối là nhẹ nhàng, ở mức 1-2% chứ không quá là nặng nề các anh chị nhé. Hoa Sen cũng đang trong cái chu kỳ retest, test cung trở lại. Nam Kim cũng test cung. Thép Tiến Lên là hợp lý nhất. Thép Tiến Lên nếu như mình nó chỉnh càng sâu mà nó lùi về vùng 78, dưới vùng 79 thì canh mua lại là giá càng đẹp. Thép Tiến Lên. Dòng thép thì mình đang ưu ái ngắn hạn thì có Thép Tiến Lên. Tất nhiên là phải về đúng cái vùng mua nhé. Còn nếu neo trên này thì hạn chế vào đó này. Vùng này đang bị kháng cự này. Còn đầu tư giá trị lâu dài một tí thì Hòa Phát vẫn là cái tên để chúng ta lựa chọn chọn trong cái nhóm ngành thép. Được chưa? Nhóm ngành thép. Ở trong cái phiên ngày hôm nay nếu như mình nhìn vào cái bảng tổng kết á thì cái câu chuyện mà chúng ta thấy là cái dòng tăng trưởng và cái sức bật tốt nhất phải kể đến là một số cổ phiếu nhóm dầu và một số cổ phiếu thuộc cái tập đoàn xây dựng, ví dụ như Hòa Bình hoặc là Cotecom á, thì chúng ta xem với chặt thì thứ nhất là dòng dầu á, thì có BVS, BVD. BVS kéo rất là tốt cho đến cuối phiên, tăng 2,79. Cái khối lượng đoạn này lực cầu chúng ta thấy là rất mạnh, đúng không ạ? BVS cực kỳ mạnh về cái giá trị lực cầu. Nếu như mà hiện tại thì nó đang giao dịch ở mức cao gấp đôi, tại vì ở trung bình là nó tầm 5 triệu thì bây giờ nó tầm 11-12 triệu, thì gần như là cái dòng tiền nó vào mạnh gần như là gấp đôi, nó đang tập trung. Và nền giá thế giá của BVF vẫn đang đẹp, những cái con như nhóm dầu đang vào trend thì cái cơ hội rung lắc của thị trường mà nó có điều chỉnh đỏ một hai phiên thì theo mình là cơ hội để canh mua chứ không phải là cái điều gì quá là xấu các anh chị nhé. Đó là BVF là cực kỳ mạnh rồi, BVD cũng tương đối là đẹp. Lực cầu về cái dòng tiền vào BVD thì không bằng BVS đâu, nó chỉ gấp rưỡi thôi. Ví dụ như là trung bình là tầm 3 thì bây giờ nó lên 5, lên 4, lên 5, lên 5 triệu cái cổ phiếu khớp lệnh. Dòng tiền vẫn tăng, tuy nhiên không mạnh bằng BVS và những cái con dòng dầu như mình nói BVS, BVD, và nếu có rung lắc điều chỉnh theo thị trường thì vẫn là một cái cơ hội để các anh chị vào chúng ta mua, chứ chưa có những cái tín hiệu đảo chiều xấu mà chúng ta lo sợ các anh chị nhé. Một con nữa cũng rất là mạnh trong nhóm dầu đó là BVC. Con này thì mình cũng rất là thích tại vì nó rất là nhanh, rất là nhanh. Trend nó cũng nhẹ nè mà nó cũng ít bị ảnh hưởng tác động bởi thị trường nữa kìa. Và cái nền giá đoạn này của BVC thì xây cũng rất là đẹp. Như vậy thì đây cũng là một trong những con chú ý trong nhóm dầu được. Như vậy thì nhóm dầu mình đưa ra ba cái tên: BVS, BVD và BVC. Ba cái tên đáng chú ý mà nếu đoạn này nó rung lắc, nó điều chỉnh á, thì có tín hiệu vào chúng ta sẽ tham gia được anh chị nhé. Rồi ba cái nhóm dầu. Thì cái nhóm xây dựng thì có cái tin tức tháo gỡ và chúng ta thấy là ổn đối với Hòa Bình, CTD, FCN thì sao? Rồi FCN cũng tốt, tuy nhiên thì về chặt giá thì nó lại không có điểm vào các anh chị nhé. Nó chỉ thuận lợi cho các anh chị nào đang và đã nắm giữ sẵn thôi. FCN này giá cũng đang đi xa nền rồi, chặt thì ngày càng một lỏng lẻo. Những cái chặt giá này nó chắc chắn, nó chặt chẽ thì cho ta vào được, chứ còn những cái chặt giá nó tương đối là lỏng lẻo thì chúng ta hạn chế vào ở trong đoạn này, nó rủi ro cao. CTD cũng vậy, khá là lỏng,
chỉ tốt và thuận lợi cho anh chị nào có và nắm giữ sẵn hàng thôi. Đó, còn HVC thì lại yếu hơn hai con này rõ. HVC thì còn chưa vượt đỉnh, cứ lên quanh quanh cái vùng tạo đáy là chính thôi ha. Đó, do vậy thì nó tăng vậy chứ mà lại không có cơ hội để vào. Quan trọng là phải có điểm vào, có cơ hội để chúng ta tham gia kìa. Còn cứ thấy nó tăng thì nó đã tăng rồi, đúng không ạ? Chúng ta không thể đu theo, chúng ta không thể FOMO, và chúng ta cũng không thể là tạo ra những cái vấn đề mà nó gây rủi ro đến cái việc quản lý tài khoản của chúng ta được ha. Đó là một số cái cổ phiếu và một số cái câu chuyện. Còn lại thì mình thấy là đa phần á, nó đang phân hóa giữa các cái nhóm ngành. Các anh chị thấy ở trong cái đoạn này là dòng tiền nó đang phân hóa rất là mạnh. Nếu như mà sát và nhìn vào trong mặt chỉ số VN Index trong ngắn hạn như trên cái biểu đồ kỹ thuật anh chị đang thấy trên màn hình á, thì nhìn về mặt định lượng á, thì thứ nhất là giữa các cái nhóm ngành thì dòng tiền nó đang phân hóa, nó xoay tua rất là nhanh. Đó, mỗi cái cổ phiếu nó tăng đâu đó được một hai phiên, mới vào chưa kịp T cộng thì nó đã giảm đỏ rồi. Cái đoạn này các anh chị mua không khéo, mới mua về là tự nhiên 2-3 ngày sau là cái tài khoản nó đỏ. Do vậy thì mình mới đưa ra cái khuyến nghị nó hơi an toàn hơn một tí, đó là mình đã bán tỷ ở những cái vùng, những cái giai đoạn kéo trước rồi. Còn cái đoạn này gần như là mình theo dõi thôi. Mình biết là một số các anh chị nhà đầu tư trong rung là cũng đang nóng ruột chờ cái điểm mua. Tuy nhiên là nó chưa đạt được cái trạng thái điểm mua ở trong cái đoạn này. Do vậy thì mình vẫn chưa khuyến nghị điểm mua trở lại các anh chị nhé. Chúng ta cũng đã ăn một cái nhịp rất là tốt ở đây. Cái nhịp này là gần như là cái nhịp nó tạo nên cái lợi nhuận cao và đánh rất là sướng, rất là bền. Còn cái vùng này nó gần như là cái xương cá vậy các anh chị, cái đầu với cái đuôi cá. Chúng ta lỡ ăn mà bị hóc á, thì những cái đoạn sau nó ngon hơn thì chúng ta lại không dám vào nữa. Nó ảnh hưởng đến mặt tâm lý của anh chị nhà đầu tư. Đó, do vậy thì với cái kinh nghiệm đầu tư cá nhân của mình thì tốt nhất là chúng ta đứng ngoài theo dõi thì nó ổn hơn. Vào ra không hợp lý thì lại cắt lỗ nhỏ lại tích tiểu thành đại thì nó thấy lại thành một cái vùng lỗ lớn, được chưa? Tạo thành một cái vùng lỗ lớn. Phân tích kỹ hơn một tí này, trong ngắn hạn là về định lượng á, thì mình thấy là chuyển biến nó chậm lại rồi. Cái áp lực bán cụ thể ở trong phiên chiều ngày hôm nay là nó bắt đầu nó có phần áp đảo và nó dâng lên, đúng không ạ? Nó dâng lên. Đặc biệt thì là cái chỉ báo về cái sức mua á, nó giảm và nó giảm, khiến cho cái áp lực bán, cái lực cung là chúng ta thấy là ngày càng gây mất tâm lý của anh chị nhà đầu tư. Cái lực cầu nó vẫn đang suy yếu, cái lực cung thì luôn tiềm năng và chờ trực treo ở trên đầu này, treo ở trên cái đường kháng cự này. Đó, khiến cho nó gây cái áp lực lên cái cán cân cung cầu ngay tại vùng 1060, 1065 này rất là lớn, khiến cho chúng ta phải thận trọng hơn nha. Tất nhiên là cơ hội nó luôn có ở những cái nhịp giảm. Nếu như nó hoàn thành cái quá trình tạo đáy và siết cung thì lại là cơ hội để chúng ta vào lại an toàn các anh chị nha. Được chưa? Rồi một số cái chia sẻ cùng với các anh chị trong cái bản tin ngày hôm nay trên kênh đầu tư chứng khoán Minh Phụng. Các anh chị nếu như mà cần cơ cấu danh mục hoặc là có khó khăn gì trong quá trình đầu tư thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ với mình thì mình sẽ có thời gian để hỗ trợ các anh chị, tư vấn các anh chị và giúp cho anh chị có những cái chiến lược đầu tư nó hợp lý hơn ha.